ty chứng khoán đầu tiên thu phí hệ thống với nhà đầu tư. Từ ngày 1 tháng 7, VPS áp dụng phí hệ thống với mức 27.500 đồng mỗi tháng. VPS cho biết khoản phí này bao gồm phí sử dụng hệ thống của VPS và các tiện ích gắn liền với hệ thống. Hiện tại, khi giao dịch chứng khoán, nhà đầu tư sẽ trả phí, bao gồm phí cho công ty chứng khoán và phí công ty chứng khoán thu hộ. Riêng về phí công ty chứng khoán, hai khoản phí phổ biến nhất là phí giao dịch và phí vay ký quỹ trong trường hợp nhà đầu tư vay. VPS là công ty chứng khoán đầu tiên trên thị trường áp dụng lại phí hệ thống. Động thái thu phí này của VPS vấp phải nhiều ý kiến trái chiều trên các diễn đàn về chứng khoán. Một số nhà đầu tư cho rằng việc thu phí này giống như ép khách hàng trả phí vận hành công ty. Tuy nhiên, một số ý kiến ngược lại nói mức thu phí này không quá cao. Nếu có thể giúp cho hệ thống giao dịch tốt hơn, tăng tiện ích thì con số này cũng phù hợp.